Nghe Lữ Trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam luôn bắt buộc người dân khi thảo bất cứ một đơn từ danh kiện gì thì phải ghi tiêu đề độc lập, tự do, hạnh phúc dữ chưa? Như những hình ảnh như thế này ra sao? Một là vật giả xếp hàng từ nửa đêm để lấy số vào khám cho mình tại bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Thương nhất là những người nghèo bệnh từ các tỉnh lên, ngoài chi phí khám chữa bệnh còn phải đội thêm chi phí ăn ở, thuê phòng trọ, xe vận chuyển cho cả người thân đi cùng thăm nuôi. Ai không có điều kiện thuê trọ mà chưa nhập viện thì phải dạ vật nằm ngồi chờ đợi mệt mỏi ở hành lang cầu thang bệnh viện, không thể chờ cơ chế thay đổi một sớm một chiều mà chỉ có thể mong người dân mình tự bảo trọng, cố gắng giữ sức khỏe cho mình và gia đình thôi. Người dân xếp hàng lấy số khám bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh từ nửa đêm, chấp nhận chờ đợi hàng chục giờ để được khám chữa tại bệnh viện lớn, vì tiết kiệm và yên tâm nên không còn lựa chọn nào khác. Gần 4 giờ sáng, góc đường Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều, quận 5, đoạn trước cổng bệnh viện Chợ Giấy đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng người và xe cộ. Nhiều người đã đến rất sớm để xếp hàng lấy số khám bệnh, hầu hết họ đến từ các tỉnh, đi xe lên thành phố Hồ Chí Minh trong đêm với mong muốn đến sớm, được khám sớm và kịp chuyến xe về trong ngày. Ngọc Phúc, 24 tuổi, ngồi co chân, mắt hướng nhìn về phía trung tâm ung bướu, nơi mẹ cô đang xếp hàng làm xét nghiệm. Ngay trước mặt, hàng chục người khác cũng đang chờ đợi như cô. Phúc và mẹ đi xe từ Bình Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh lúc 1 giờ sáng, vào viện xếp hàng từ 4 giờ. May mắn là mẹ mình được khám ở trong trung tâm ung bướu nên đỡ đông hơn ngoài khoa khám bệnh. Tuy vậy, lúc mình đến, hàng người chờ xét nghiệm cũng đã dài lắm rồi, Phúc chia sẻ. Nửa năm trước, mẹ Phúc được chẩn đoán mắc bệnh ca đại tràng, phải chuyển tuyến vào điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy. Đều đặn mỗi 3 tuần, Phúc lại cùng mẹ khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Mỗi lần đi khám như vậy, mẹ cô gần như không ngủ vì lo lắng, dù đến nay bà đã làm hóa trị đến lần thứ 5. Thứ tự khám là ngày đầu xét nghiệm, ngày thứ 2 nghỉ ngơi, ngày thứ 3 chuyển hóa chất. Tuy nhiên, đợt nào mẹ cần chụp CT thì có thể thời gian khám kéo dài hơn do ở Chợ Giấy đông bệnh, phải gửi bệnh nhân sang viện khác để thực hiện, kết quả sẽ trả về muộn hơn. Mẹ và mình vì thế cũng phải vào xếp hàng sớm hơn để tránh kéo dài thêm ngày sau, Phúc nói. Cũng có mặt tại khoa khám bệnh từ 3 giờ sáng, Nguyễn Phương Nhi, 26 tuổi, Lâm Đồng, ngồi xem điện thoại trong khi chờ đến lượt vào làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho cô ruột. Lá phiếu số thứ tự trên tay Nhi là 424. Được biết cô của Nhi mắc bệnh liên quan đến thận, vì quê chỉ có duy nhất tuyến xe khách lên thành phố Hồ Chí Minh lúc 3 giờ sáng nên dù có muốn đi trễ hơn cũng không được. Lần nào cô cháu đến bệnh viện cũng từ khi trời còn chưa sáng, Phương Nhi chia sẻ. Đều đặn nửa năm qua, khi xe đưa đến cổng bệnh viện Chợ Giấy, Nhi thuê phòng trọ ngay phía sau bệnh viện cho cô ruột nghỉ ngơi, còn mình vào viện lấy số, chờ làm hồ sơ khám bệnh. Lần nào đi khám, chúng tôi cũng phải bắt xe từ 23 giờ, đi xe giường nằm nhưng tôi vẫn rất khó ngủ. Mỗi lần đến viện, cả cô lẫn cháu ai cũng đuối. Tôi thì không sao nhưng sức khỏe của cô yếu, đi khám bệnh vừa xa vừa đông thế này thì rất cực, Nhi vừa nói, vừa chỉ tay vào dòng người đang xếp hàng trước mặt. Không vội xếp hàng lấy số như nhiều bệnh nhân khác, Phương Quỳnh, 27 tuổi, Khánh Hòa, ngồi một mình trước sảnh bệnh viện Chợ Giấy, chờ bố cũng đang xếp hàng khám sức khỏe tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gần đó. Bố khám xong sẽ qua đây cùng đi ăn sáng với mình, rồi hai bố con mới bốc số để khám sàng lọc ghép thận. Mình bị thận giai đoạn cuối, còn bố đi khám để chuẩn bị hiến cho mình, Quỳnh kể. Nhớ lại một năm trước, Quỳnh bất ngờ phát hiện mình bị bệnh sau lần ngất xỉu tại công ty. Không tin vào kết quả của địa phương, Quỳnh tức tốc vào bệnh viện Chợ Giấy kiểm tra lại, kết quả vẫn là suy giai đoạn 5. Quỳnh cho hay nếu chỉ cần chạy thận, cô vẫn có thể điều trị tại quê nhà Nha Trang, không cần vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, cô phải thường xuyên vào đây để khám bệnh. Cô gái 27 tuổi bày tỏ hy vọng bệnh viện đa khoa tỉnh sớm hoàn thành xây dựng và trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đến lúc đó, cô và nhiều bệnh nhân khác có thể yên tâm chuyển điều trị về quê. Câu chuyện của Ngọc Phúc, Phương Nhi và Phương Quỳnh chỉ là ba trong số rất nhiều người từ tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh khi đồng hồ vừa bước sang ngày mới. Không chỉ ở Chợ Giấy, tại nhiều bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân cũng thường đến xếp hàng lấy số khám bệnh từ rất sớm lúc 3-4 giờ sáng, có khi từ nửa đêm. Đa số họ đều phải đi xe khách xuyên đêm từ các tỉnh đến thành phố. Kể cả khi không có bệnh tình nghiêm trọng, không cần vượt đường xá xa xôi đến thành phố Hồ Chí Minh.
nhiều người vẫn chấp nhận khám trái tuyến tại các bệnh viện lớn để đổi lại sự yên tâm về chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, lý do nhiều người đến sớm xếp hàng đăng ký khám bệnh là xe khách đưa họ vào thành phố Hồ Chí Minh từ rất sớm, vì tiết kiệm chi phí, họ vào thẳng bệnh viện để chờ. Nhiều người khác cũng cho hay họ không biết đăng ký khung giờ khám thông qua hệ thống trực tuyến dù từng nghe qua. Thay vào đó, khi đi khám tại các cơ sở y tế lớn, bệnh nhân và thân nhân vẫn theo thói quen xếp hàng lấy số theo cách truyền thống như trước. Hai, năm hết Tết đến nơi rồi, mà người dân vẫn miệt mài xếp hàng trước tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại quận nhất để xin visa đi Mỹ, chấp nhận rời xa xứ thiên đường đáng sống này để đến xứ tư bản dễ chết, mưu sinh lập nghiệp và vì tương lai của thế hệ sau. Ngoài Bắc Thái Bình Dương thuộc hải lý của Colombia nằm trên địa phận của nước Colombia, hiện tại chúng tôi đang vượt biên sang Mỹ và trên tàu này thì 120 người. Đây các bạn thấy không? Đấy dưới gầm này. Người nhát như kiến, người là như kiến này. Người này. Người dưới gầm này. Đó. Đấy, vâng, người rất là đông. Phải nói là người đông hơn kiến, một tổ kiến nó còn ít thua bây giờ nữa. Chúng tôi được khoảng 6 cano di chuyển, chở trên một cano 20 người di chuyển chúng tôi ra tàu lớn. Và đây là tàu như kiểu tàu chở hàng đánh cá. Đấy, các bạn thấy bia với nước ngọt phải không? Đấy. Chuối này, chở hàng này, chuối trái cây là xả láng ăn tới sáng mới về luôn. Đấy, nước ngọt, coca, bia bọt. Anh chị em thích loại gì cứ lấy lên mà khui bia và uống thôi. Free, đặc biệt là free nha. Ở đây có rất nhiều chị em phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Có hết, người lớn bảy mấy tuổi cũng có. Bà, tại Việt Nam, mùa Vu Lan 2004, người dân tranh nhau giành vật cúng cô hồn, cũng là đám đông, nhưng nó không phải là Venezuela hay Bangladesh. Ôi! Kính thưa quý vị, thay vì đoàn kết để mang lại vận mệnh tốt hơn, thì họ lại thích chấp nhận ngửa cổ chờ bố thí. Tà quyền Cộng sản Việt Nam thường kêu gọi đoàn kết, ra rã kêu gọi hòa hợp hòa giải. Tuy nhiên, dù đã gần nửa thế kỷ toàn trị trên quê hương với cái gọi là quốc kỳ, nền đó sao vàng, giống như cờ tỉnh Phúc Kiến của Trung Cộng, vẫn giáo dục tuổi trẻ trong nước
và đội ngũ dư luận viên căm thù cái lá cờ di sản nền vàng ba chọc đỏ của thế chế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Vì vậy, chuẩn bị cho lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm 2004, ta quyền Cộng sản Việt Nam tung hê, kêu gọi, vẽ cờ đỏ trên nóc nhà dân. Bên cạnh đó là phong sát những nghệ sĩ khi trên nước ngoài, trình diễn mà có dính đến cờ vàng thời Việt Nam Cộng Hòa. Ca sĩ Phạm Đình Tùng và ca sĩ Phạm Khánh Hưng, những người đang tham gia chương trình truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, là hai trong số các mục tiêu mới nhất của những lời kêu gọi tẩy chay vì chuyện cờ vàng. Nguyên nhân đến từ việc có người phát hiện một số video quay cảnh những nghệ sĩ này biểu diễn tại sân khấu có sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ ở Mỹ. Hồi tháng 7, 2024, hình ảnh nữ ca sĩ Mira Trần hát trong một đám tang có lá cờ vàng trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Cô đã nhanh chóng hứng chịu làn sóng phẫn nộ đòi tẩy chay của cộng đồng mạng. Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH hôm 28 tháng 7 đưa tin là Mira Trần đã bị cắt sóng trên sóng truyền hình Anh Trai C2, một chương trình cũng đang phổ biến với khán giả Việt Nam. Trước đó thì vào ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ ca sĩ Ngọc Mai, tên đầy đủ là Lê Như Ngọc Mai, thường gọi là Oisin Ngọc Mai, đăng tải video có hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ. Thưa quý vị, hiện nay thì các nhóm trên Facebook chuyên bàn tán về giải trí Việt Nam như là Bí Mật Showbiz Group với khoảng 1 triệu thành viên, hay với quy mô nhỏ hơn như là Hội Phong Sát Việt Nam hơn 4.000 thành viên, đã liên tục xuất hiện những bài đăng về các nghệ sĩ Việt Nam bị cho là liên quan đến hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa khi hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại như Việt Hương, Trấn Thành hay Khải Đăng. Không khí sục sôi được nhiều nhà quan sát đánh giá như là săn phù thủy. Dù là đối với hình ảnh của nhiều năm trước, nữ ca sĩ Tóc Tiên và nữ nghệ sĩ hài Việt Hương cũng đã phải lên tiếng phân bua trang Facebook có hàng triệu lượt theo dõi của mình vào hôm 23 tháng 8. Dần, cả Phạm Khánh Hưng, Phan Đình Tùng, Mira Trần, Việt Hương và Tóc Tiên đều khẳng định mình tự hào là người Việt Nam, không có ý định chống phá nhà nước và mong khán giả tha thứ. Trả lời BBC News tiếng Việt ngày 4 tháng 8, ông Vũ Quý Hạo Nhiên, giáo sư toán, người dẫn chương trình của Đài Tiếng Nói Sài Gòn TV ở bang California, Mỹ đánh giá hiện tượng này nó có bị sâu của nó và có lẽ vì vậy mà mọi người mới phản ứng rất nhanh như vậy. Một mặt, hiện tượng này cho thấy có những nghệ sĩ rất yếu bóng vía, rất dễ bị sợ những thứ dư luận vu vơ. Nhưng mặt khác, cũng phải biết là sầu chung quanh, nó phải làm sao đó thì mới đẻ ra những con người sợ bóng, sợ gió như vậy chứ. Nó làm tôi liên tưởng đến cái thời sau Nhân Dân Giao Phẩm hay là thời Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc, khi mà ai cũng phải sợ Hồng Vệ Binh. Dần, thưa quý vị, trước hiện tượng truy sát các nghệ sĩ vì dính đến lá cờ vàng khi trình diễn ở nước ngoài, thì ca sĩ Chung Tử Lưu đã viết trên Facebook như sau: chỉ có một lá cờ là biểu tượng của người Việt tha hương khắp năm châu bốn bể. Lá cờ được welcome trên khắp các quốc gia tự do dân chủ. Nó không có sức mạnh của bạo lực, của khủng bố, của quân đội hay của quyền lực nào nữa cả. Nó chỉ là biểu tượng tinh thần được người Việt hải ngoại gìn giữ và trân quý. Cớ sao mà người ta lại sợ hãi đến như vậy? Và vì sao lại căm thù nó đến tận xương tủy sau gần 50 năm bên thắng cuộc đã làm chủ quốc gia hình chữ S và đã xem cựu thù số 1 của họ trước kia là đối tác chiến lược toàn diện chứ? Có cần phải dạy dỗ lớp trẻ mù lịch sử, dư căm thù và bỗng nổ dậy phong sát những người nổi tiếng trong giới thể thao, văn nghệ, đến nỗi họ phải tự khai, tự thú, tự xin lỗi, y như là phong trào đấu tố ngày xưa, trông thật là mỉa mai và chua xót không? Xã hội hiện tại còn nhiều điều cần giới trẻ thay đổi hơn là
thích thú truy tìm tố cáo những ngôi sao giải trí từng sang Mỹ trình diễn hoặc sống ở Mỹ nhưng muốn về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Nhưng lỡ có clip mà có hình dính với lá cờ Việt Nam cũ và giới trẻ này rất thỏa mãn. Nhìn các ngôi sao ấy sợ hãi, tự thú, tự xin lỗi như những kẻ nhúng chàm hoặc là phạm tội gì đó rất khủng khiếp. Vì miếng cơm manh áo tính toán thiệt hơn, giữa hai bờ Mỹ Việt, các nghệ sĩ ấy phải tự thú, phải tự gửi tâm thư, mà trong thâm tâm chắc chắn là họ chẳng muốn làm. Thôi, thôi thì đó là sự lựa chọn của mỗi người, chọn nơi để có quyền lợi nhiều hơn, dù các nghệ sĩ ấy chắc chắn biết rằng mình đang làm tổn thương cộng đồng nơi mình đang sống, từng sống và từng cho mình quá nhiều thứ. Cái món quà lớn nhất mà hôm nay các bạn ấy đang ngoảnh mặt từ chối, đó là tự do và nhân quyền trên xứ Mỹ. Ôi, những con chim hót trong lòng son. Thôi, mình chọn nghề buôn bán vậy, già cả rồi. Văn nghệ văn gần chỉ cho vui thôi. Dù không giàu tiền giàu bạc, nhưng chưa đói một ngày nào. Và rất giàu về đời sống tinh thần. Tự do, thoải mái. Con chim đứng hót bên trời. Vâng. Thưa quý vị, đó là tâm tình của ca sĩ Trung Tử Lưu, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Còn cây bút Nguyễn Gia Việt, từ trong nước thì viết: đã gần nửa thế kỷ, ngày 30 tháng 4, thống nhất, tại sao chúng ta vẫn làm khổ đau vì cờ chứ? Báo chí đưa tin lớn rằng anh nào đó thẳng thừng tuyên bố là không chấp nhận. Và dân xin nhận thức sâu sắc toàn diện ý thức hệ và ý kiến của anh ta đưa ra. Anh cũng biết rồi đấy, có xin lỗi là được. Chứ Hoàng Thùy Linh hồi xưa tờ hờ nhem nhép ở trên mạng trước hàng triệu người đàn ông mà cổ có xin lỗi ai đâu. Sau này cổ xin lỗi nhân vật Vàng Anh Trắng. Hai ông lớn là Hồ Hoàng Anh, Hồng Đăng vướng ồn ào khi du lịch ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha cuối tháng 6 2002 với cô gái 17 tuổi, rất mất thể diện quốc gia. Rồi hai ảnh có xin lỗi ai đâu. Việt Nam Airlines, những bê bối buôn lậu tai tiếng mà báo chí thế giới lên tiếng, rồi cũng có xin lỗi ai đâu. Anh sinh ra và uống nguồn nước miền Bắc từ da tới lông, thành ra anh ác cảm cờ vàng là đúng truyền thống cách mạng. Nhưng người miền Nam thì thấy rất bình thường, bởi vì cờ vàng từng là cờ miền Nam và cũng là cờ Việt Nam một thời gian trước 1975. Ngày 30 tháng 4 1975, chiến tranh chấm dứt. Có phe chiến thắng và chiến bại. Lịch sử thắng thua vì sức mạnh cây súng. Lá cờ vàng không còn tung bay trên đất nước Việt Nam nữa. Ở Việt Nam, trong nội bộ, ở trong ngoặc kép, ai xài cờ vàng là bị luật pháp xử lý. Nhưng luật pháp ở Việt Nam thôi. Chứ ra nước ngoài thì cờ vàng nó vẫn còn bay, dù nó không đại diện cho quốc gia Liên Hợp Quốc nào hết. Nhưng ở các nước khác thì cờ vàng là chuyện nội bộ của người ta. Người miền Nam hải ngoại vẫn treo nó. Nhiều nước gọi nó là cờ di sản. Cờ đỏ hay cờ vàng chỉ là một tấm vải, và nó cũng chỉ là cái tấm vải. Cờ là symbol của một tư tưởng và chánh kiến mà thôi. Mà khó khăn, ác cảm, thù hận lá cờ để làm gì chứ? Nước Mỹ sau kết thúc nội chiến với chiến thắng của miền Bắc thì lá cờ miền Nam tới giờ vẫn tung bay, tượng đài và nghĩa trang của phía miền Nam vẫn còn tồn tại. Chỉ có người Việt Nam mình sao mà khổ sở quá. Úc phát hành tiền xu $2 2003 Việt Nam qua để kỷ niệm là cũng gây cái sự phản ứng từ trong nước. Chiến thắng đã mọc rễ thì sợ gì chiến bại đã mục nát chứ. Nói gì thì nói, dầu ghét, dầu thương, dầu rủa, dầu ca, dầu thế nào chăng nữa thì cờ vàng vẫn tồn tại là một di sản thực tế của lịch sử Việt Nam ta. Coi đặt ra, lịch sử là gì? Là những gì thuộc về quá khứ, là những sự kiện liên quan đến con người, đến xã hội, những cái nó ra đời, phát triển hay cho đến tiêu vong hoặc còn tồn tại
thì đều là lịch sử. Thí dụ như lịch sử ghi nhận trước ngày 20 tháng 7 1954, Hiệp định Geneva được ký kết phân chia Việt Nam thành hai miền, thì cờ vàng vẫn tung bay giữa trời Hà Nội. Và nếu có đưa hình dẫn chứng thì cũng là bình thường, bởi vì nó là sự kiện lịch sử. Trước ngày 30 tháng 4 1975, cờ vàng tung bay trên bầu trời miền Nam. Cho dù ngày nay ở Việt Nam khi xài cờ đỏ và cắm cờ vàng, nhưng cờ vàng vẫn là lịch sử Việt Nam mà không ai có khả năng xóa bỏ nó ra khỏi dòng lịch sử. Coi đặt ra là xóa được không? Đi xuyên không về những năm hồi xưa, xé bỏ, thủ tiêu cờ vàng như vậy mà được à? Lịch sử là toàn bộ sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nó còn ở hiện tại và đôi lúc sẽ lặp lại ở tương lai. Định mệnh lịch sử một dân tộc là nó. Đọc sử, học sử và nhìn nhận lịch sử ở mức độ của những người có học thiệt sự. Người có học đọc sử khác với người vô học. Vũ Tà Lục đã ghi câu: không đọc sử thì không đủ cách nói chuyện chính trị. Chúng ta thì cần, chúng ta cần học, hãy đọc sử với tư cách của người tử tế. Vậy thế nào là sự tử tế? Chữ tử có nghĩa là việc nhỏ nhất, mà tế cũng là điều nhỏ nhất. Tử tế có nghĩa rằng là cẩn thận từ một cái việc nhỏ nhất. Bất kể việc gì, chỉ cần làm cho đúng, cho chính xác từ những điều nhỏ nhất. Tử tế còn là cái gì đó nó tế nhị nữa. Người tử tế và tế nhị không có lấy cái này nó xỏ cái kia, nói chuyện đâm bang, đâm sùng bể, đâm sau lưng lịch sử. Chúng ta dễ dãi, hề hà. Nhiều khi a vua vào một đám đông và không hề phân biệt được thế nào là tình thương. Chúng ta vì phong trào, vì sự ham vui mà phí công sức vào phá hoại lịch sử. Chúng ta dễ dãi, chúng ta sẽ trở thành con tin cho một số người vì sự dễ dãi đó. Đọc sử một cách sai bê nhất là tìm những lợi ích của vấn đề, cái lợi trong sử đó là của ai. Nhưng những lịch sử đó đã làm gì có lợi cho dân tộc, cho xứ sở của chính chúng ta? Thoát ra khỏi mặc định vô hình từ một số kẻ, chúng ta mạnh dạn nghĩ và bước ra khỏi ma trận áp đặt đó bằng cách nói thẳng, viết thẳng bằng chính suy nghĩ chín chắn. Lịch sử giảng dạy chúng ta kinh nghiệm và sự nghiệp nhân sanh. Đọc sách sử để biết cách cư xử, cũng như đi học để biết lẽ đời. Người viết: Nguyễn Gia Diệp. Vâng, thưa quý vị, để kết luận, chúng tôi nói rằng Tàu Quyền Cổ sĩ Việt Nam và đội ngũ dư luận viên ơi, thay vì chăm bẩm phong sát và phân biệt đối xử với con người và lá cờ di sản Việt Nam Cộng Hòa với lá cờ đỏ và kêu gọi và hòa giải, thì nên lo cho an sinh xã hội để những hình ảnh đã nêu ở đầu video không còn hiện diện tại Việt Nam Cộng Hòa xin chủ nghĩa. Độc lập tự do hạnh phúc nó mới đầy đủ ý nghĩa như tiêu đề bắt buộc phải ghi trên mỗi văn bản.